Xin chào tất cả các bác nhé. Xin chào các bác đã đến với cửa hàng Thành Đồ Cổ Đồ Châu Âu nhé. Một trong những cái đơn vị bán đồng hồ cổ đồ xưa châu Âu số 1 các bác nhé. Được rất là nhiều các bác tin tưởng ủng hộ các bác nhé. Và mấy ngày hôm nay thì cũng chia sẻ các bác, bên em thì được giao lưu với tất cả rất là nhiều bác khách, các bác ở miền Nam, miền Trung, miền Bắc cũng như là rất là nhiều tỉnh các bạn, thì cái nhu cầu chơi đồng hồ côn cổ đến thời điểm hiện tại em nhận thấy ngày càng phát triển các bạn nhé. Và bác thì chơi càng ngày càng sâu, chơi những cái sản phẩm nó càng ngày càng độc đáo và tìm đến những cái đơn vị số lượng xin thưa các bác là rất là tốt, mức giá rất là tốt để anh em mình giao lưu, sau này anh em mình chơi, anh em mình lại mua đi bán lại, hoặc là anh em mình tìm cho các cái người thân rồi người quen của mình những cái chiếc đồng hồ nó rõ ràng về nguồn gốc, đúng chủng loại, đúng giá trị thật của nó các bác nhá. Thì ngày hôm nay thì anh Thành sẽ đến cho các bác rất là nhiều những chiếc đồng hồ các bác nhá. Ra cái Nova tải tôi hết thì em lại phải bồi thêm các bác, rất là vất các bác. Cái dòng này ấy, thực sự các bác ở bên em đang cháy hàng đúng không nào? Vâng, cháy. Mà những cái hàng này thực sự các bác là em không dám bỏ ra nhiều ấy, mà cũng không có nhiều bỏ ra ấy. Cứ bán hết rồi thì em lại alo mấy ông anh xem là ông nào cái nô hàng về cùng mà mua được ấy thì nhượng lại cho ấy. Là cái nhu cầu của bác những cái dòng này nó khá là lớn, bởi vì các bác đặt ở trong cái nhà hiện đại bây giờ nó cực kỳ đẹp luôn các bạn. Ngày hôm nay thì có ô đô về rất là nhiều này, rồi những chiếc đồ của Rolex cũng mới về, những chiếc đồ song tiện, những chiếc đồ tạo nê tạo khúc. Tạo nê thì bên em rất nhiều các bác nhá. Tạo nê thì sẽ từ từ các bác nào, các bác chốt từ Tết cũng không hết thì các bác chốt từ từ Tết cũng không hết. Hàng hóa bên em Thành thì rất là đa dạng các bác biết rồi, chứ em hàng hóa cập nhật hàng ngày, chứ phải em có một vài con mà ngày nào em cũng xu nịnh các bác, không phải đâu các bác. Đến bên em Thành biết các bác nào ở Hà Nội các bác đã đến cửa hàng 244 Định Công là các bác biết rồi đúng không ạ. Các bác còn nói là chốt trên này dễ hơn, đến nhiều quá anh nhìn hoa cả mắt và cái giá quá tốt các bác nha. Những sản phẩm đầu tiên sẽ chia sẻ với bác một số những cái sản phẩm rất là nhiều những sản phẩm đó nhá. Thì em sẽ giới thiệu các bác ba con tả này trước đi, có mấy bác gọi hỏi có đặt thì các bác thì em làm trước luôn. Cái này thì phiên này thì em sẽ phát vào buổi sáng các bác nhá, chú ý các bác. Giới thiệu bác cái chiếc đồng hồ ba tạ, hai tạ bình bong các bác nhá, hai tạ bình bong. Tạ mẫu của nó đây các bác nhá. Trưa nay lên ba con à? Ba con, một năm con. Trưa nay lên năm con hết cả năm. Rồi nha, hết cả năm con tạ luôn. Các bác thể nhìn thấy tạ, các bác có thể tưởng tượng như thế này. Tạ đây tạ mẫu các bác nhá. Hai bên nó sẽ có hai quả tạ như là quả nắp đây, có những xích đây, đánh bình bong mặt tròn cũng như quay sát vào các bác nhé, mặt là mặt tròn các bác nhé, số Nam mã đấy, các bác nhìn này đấy, số cổ điển theo thời gian các bác nhé, là số Nam mã. Máy móc đây các bác ơi, vàng ươm đánh bình bong các bác nhé, đánh bình bong, chuông bình bong các bạn. Đây chưa, máy móc này các bạn nhìn này, vàng ươm chưa, đấy các bạn nhìn xem ok chưa, vàng ươm đánh bình bong. 3 phút thì chưa đủ là điểm trùng đây các bạn nhé. Cái này thì ở đây là nó sẽ cái mặt này các bác nhân, nó sẽ có vít để vít vào các cái điểm này, thì nó về là nó phải tháo hết mặt ra các bạn, thì em vừa về thì em mới nắp vào nhưng em chưa xoáy vít vào cho các bác, thì các bác nó có những cái chốt mặt bằng đinh đây này các bác nhìn, các lỗ nhỏ này các bác nhìn chưa, đấy thì em chưa nắp, em vừa về thì em thực sự bác rất là vội để quay, em sẽ đo cho các bác để kích thước. Bàn kính mặt 91 x 30
con này bình bom 30 phút các bạn nhé, 30 phút đánh chuồng một lần. Mã số 1, mã này mã số 1 em sẽ giao lưu cho bác với giá là 3, và con này em sẽ giao lưu cho bác là 2 các bạn nhé, 2, con này giao lưu các bác với giá là 2,3 triệu. Đã tuyệt vời nhỉ, quá rẻ rồi đấy các bác nhé, 2,3 triệu. Cái lô này thì em sẽ sale cho bác mấy con các bác chơi. Sản phẩm tiếp theo cũng giao lưu các bác một chiếc đồng hồ hai tạ bình bom nữa thôi nhá. Đây tạ nó kiểu này các bác nhá, tạ của nó hai bên hai quả tạ nhưng mà mặt tròn cũng cổ điển cho thời gian đấy. Các có thể nhìn thấy mặt con này mặt rất dày, số là số 5 ác sắc các bác nhá, đời này mới cổ. Đây với những cái logo gì đây các bác này, đó. Ở bên trên nó thiết kế khá là hay, nó sẽ đo kích thước cho các bác đánh bình bom. Máy vàng ươm, máy vàng ươm, máy vẩy cá này các bác nhìn ra, máy chất chưa? Đánh bình bom 30 phút thì chưa đủ là được chung này. Bình bom các bác nhá. Đấy. Sale cho mấy con nhé cho nó vui. Sale bằng mấy con nó vui. Mã số sản phẩm này là mã số 2 này. Mã số 2 các bác nhé. Đo ở kích thước các bác. Tám sáu, tám bảy, tám tám. 88. 88. Tám tám nhân với tám tám nhân với 27 con này bình bom 30 phút các bạn nhé, 30 phút đánh chung một lần. Các bạn nhé, và giá giao lưu sản phẩm này các bác với giá là 2,3 triệu nguyên bụi các bạn nhé. Đó, các bác không thể mua được giá đâu, còn bình bom giá tốt như vậy các bạn nhé. Sản phẩm tiếp theo em giao lưu cho các bác đó chính là một chiếc đồng hồ bình bom các bạn nhé. Con này siêu đẹp luôn, con này cực đẹp luôn. Các bạn nhìn này, mặt đồng rất đẹp luôn, cổ mặt đồng cổ nên màu xin thưa bác là đồng mắt cua, vân nó ni ti như những ngôi sao luôn, rất là đẹp. Con này khá là hay. Ở bên trên là một chú gà trống của người Pháp. Dòng này và ở trên đầu nó các bạn nhé, các bác chú ý này, ở trên đầu nó là sẽ có những cái, nó sẽ có ba cái con tiện như các bác này. Ở trong thùng em lúc nãy quên mang lên này. Nó sẽ có ba cái con tiện đúng không? Vâng. Ba cái con tiện trên đầu của này các bác nhé. Đấy. Các bác chú ý giúp em, con này còn to. Ở trong thùng nó chưa mang lên. Thì khi nào giao được bác sẽ giao đủ. Nên keo luôn. Bình bo chưa có dấu hiệu xoáy ốc. Hãy sợ thật các bạn, cực ít sử dụng luôn.
thừa vào nhá. Máy móc thì con này máy móc thì không thể không bàn gì về em nó được. Kích thước anh sẽ đo cả con tiện thôi nhé. Con tiện nó giờ tầm 5 phân. Kích thước là 84. Hỏi cái đồng cả bác. 84 nhân với 27. Con này các bác không lấy thì còn lấy con nào nữa. Con này có đấy ạ. Ba bình bom 3 phút đẹp. Giá ra lưu sản phẩm này cho bác với giá là 2,8 triệu. Có nhé, giá cực tốt này. Em phải nghĩ về trên 3 triệu thì cơ, trên 3 triệu đúng không? Giá lưu của bác giá vừa vừa thôi. Chơi à, có anh nhìn này, cả kiểu như này cũng nhé. Ok, hôm nay em có sale cho một anh cái con Kenji lúc trưa ở Thanh Hóa, anh chút luôn. Ủa mấy phiên nay đâu, gần đây anh còn sale cho bác để cho vui đúng không? Thực chất là bán một vài con. Ồ con này mặt đẹp các bạn, mặt khá đẹp luôn ngon nhá. Kính rào ba mảnh, kính rào ba mảnh ngon nhá. Đó con này, con Kenji, Kenji cổ âm cực hay các bác nhé. Kenji cổ âm cực hay các bác nhìn này, Kenji cổ âm cực hay. Có chuông, gông con này dài lắm các bác. Gông con này thì em nghĩ là nó kích thước gông nó 57 phân. Chuông con này thì không đùa. Côn 54, côn 52 phần. Côn đảm bảo có bạn hay cực kỳ luôn. Chuông cực hay luôn. Cực hay luôn. Có nắp đồng nó còn là trên 80 năm tuổi rồi. Còn là Kenji cổ. Kích thước nó rơi vào tầm khoảng 66 phân. Ngang sản phẩm này nó là 37 bằng 18. Sáu sáu nhân 37 mã số 4. Mã số 4. Mã số 5 mã số 4. Lúc chiều mình có bác khách hỏi con này luôn. Thì tối mình về. 66 nhân 37. Bác khách hỏi á? Vâng. Nhất quyết chỉ tìm con này. Nhưng mà không tìm thấy đúng không? Vâng. Kiểu chơi người ta chơi một đôi anh. Nhiều lúc hàng ở bên em thì cũng các bác phải hiểu là nó có chồng đống với nhau. Nhiều lúc các bác đến tìm không thể tìm thấy được. Không biết con nào nhưng mà nhiều lúc lại tự nhiên lại bỏ ra. Lúc kia anh lại thấy 66 x 37. Các bác nhận âm 2 Kenji cổ âm 2. Con này của Đức các bác nhé. Con đi các bác sản phẩm này với giá 3 triệu rồi ạ, 3 triệu nhé. Em sẽ tiếp theo, em sẽ nên cho bác một số những sản phẩm ở phía dưới.
giới thiệu các bác một chiếc đồng hồ. Giới thiệu qua một chiếc đồng hồ sự kiện, nhưng một chiếc đồng hồ sự kiện này. Con này thùng rất đẹp và sáng nó rất là mini, rất là hay. Phía trên là có con ngựa này, mà con ngựa này hai bên là hai cái chóp này, các bác này rất là hay. Nhìn con này nhìn nó rất là xinh các bác nhá. Các bác nào yếu tặng chơi những con này rất là tuyệt vời. Ở phía dưới là ba con tiện, các bác nhìn con tiện dị không, rất là dị, màu rất là xinh. Ở phía trên là tần men này các bác này, tần men, tần men hai lòng, các bác thấy chưa, tần men hai lòng các bác nhé. Con này, con này là cực kỳ cao cấp luôn đấy. Máy này đẹp dã man luôn, coi nhìn máy đẹp chưa, vàng ươm và ươm và độ đẹp rất là cao. Đây, chung vòng 3 phút điểm chung lần. Lắp đây thôi nhá, đây, nhìn chưa, đẹp thật. Kích thước của sản phẩm này rơi vào tầm khoảng 93 nhân với 32. Con này rất đẹp các bác nha, các bác nhìn xung quanh này, các bác nhìn cái độ song tiện mà còn đẹp được như em này thì xin thưa các bác là rất ít. Đẹp đấy các bác, các bác phải nhìn, các bác nắm được cái độ vẻ đẹp của nó này, các bác nhìn là đằng sau đằng trước ở những thời điểm bây giờ đến bây giờ còn những con song tiện nó đẹp như thế nào, không phải là dễ các bác nha. Con này dành cho các bác nào chơi, chúng ta chơi được nghiên cứu vân viết sụn siết đẹp, mặt mem đẹp hết, những con nó đẹp, nó đẹp từ vỏ đến máy, nó đẹp đồng bộ luôn. Bài phút các bác nhá, bài phút đánh chung đây. Con này thì đẹp, mã số 5. Bao nhiêu sản phẩm này với giá 3,5 triệu, 3,5 triệu. Con này rất đẹp, các bác chú ý giúp em, mã số 5. Sản phẩm tiếp theo em muốn lên giao lưu các bác đó chính là một chiếc đồng hồ độ Odo 54 thử ơi nha. Odo 54 mới về được vào mấy con Odo 54 ngày nay thì chia sẻ các anh em là Odo 54 rồi nha, thùng vuông. Cái thùng này thì các bác nào có những cái căn nhà nó chơi theo kiểu cái phong cách các bác nhá, nó đơn giản các bạn, chơi theo phong cách để chơi theo phong cách đơn giản, tức là gì, nhìn thùng nó rất là mộc mạc các bác nhá, nhưng mà chơi kiểu này thì không bao giờ lỗi thời. Mặt mặt vuông cổ điển các bác nhá, kính phía dưới là kính thủy. Đấy, các bác nhìn thùng đẹp, rất đẹp luôn các bác nhìn xem. Đấy, chơi cổ điển các bác nhá, sồi này, đấy, nhìn nhá. Chơi thực sự là mặt là mặt mỡ gà, mặt đẹp xuất sắc. Quả nắp là quả nắp mui rùa các bác nhá, quả nắp mui rùa rất đẹp. Ok thì em sẽ dựng máy lên mời các bác nghe chưa. Là con Odo 54 các bác nhá, 54 hoa dâu, bạch hoa dâu rất đẹp. Thank you.
Có đợi anh chuyển tháo cần đỡ chạm côn. Máy móc đẹp nghe kẹt các bạn. Tháo cần này ra để cho trong thùng để nó đỡ chạm côn. Đây là cần nhựa. Đây máy móc đây các bạn nhé. Odo 54 các bạn nhìn này. Odo 54 các bạn nhé. Không có gì chê con này luôn. Đúng rồi, con này khá đẹp. Chuyển đây, Odo này made in France của Pháp. Đấy, con này côn của nó là của côn 101. Của côn 101. Là chuông thì hay lắm các bác, nghe thử xem. Này âm hay lắm, thùng càng đơn giản âm là càng hay, các bác yên tâm như vậy. Rất hay các bạn nhé. Odo 548 bao zin nguyên bản, nguyên bản nguyên bụi các bạn nhé. Kích thước của em này là 54, ngang là 40, 54 lên 40. Tháng 4 nhân 40 các bạn nhìn con này thùng đẹp lắm. Các bạn nhìn vân rất đẹp. Thủ không mối mọt. 54 nhân 40 rồi nhá. Mã số này là mã số 6 anh. Mã số 6. 548 hoa dâu. Âm. Con giao lưu bác với giá là 10,6 triệu các bác nhá. Giá bên em bán niêm yết không bớt các bác nhá. Giá này bao giá thị trường luôn. Và chú ý giúp em 10,6 triệu. Hôm trước lên mấy con này, con nào bay hết rồi, cũng chẳng còn con nào. Giới thiệu cho các bác một chiếc đồng hồ Zuza. Con này là một trong những cái mẫu thùng kinh điển của Zuza các bác nhá. Mẫu thưa bác là mẫu thùng kiểu cánh khum, số vuông rất là đẹp. Zuza đến từ đất nước Pháp. Quan nhìn kìa, du ra đến từ đất nước Pháp. Quan trọng. Nhìn cái kiểu vòng rất là đẹp. Những họa tiết còn chất lư. Ở phía dưới là cuốn thư này. Dưới là cuốn thư cánh khu rất là đẹp, thùng to, thùng 50. Mặt số này các bạn nhìn rất là tuyệt vời. Mặt đẹp xuất sắc luôn. Con này các bạn là spa thì được tuyệt đẹp luôn. Máy là máy du ra các nhá, máy du ra, máy là đời đầu các bạn nhá, hàm lượng đồng cao, màu xuống các bạn nhá. Và con này thì đánh là đây là em là đánh bốn thép bốn đồng. Mời bác thưởng thức âm thanh vần đẹp năm của em chấm hết luôn. Chung hay chưa các bạn? Quả nắp đầy rồi nhé.
thấy chưa? To cũng khá đẹp luôn. Tao chơi cái thùng này đẹp này, kích thước là 59 và có chiều ngang 59 nhân với 53, thùng 50. Số 7. Con này là máy của nó là máy đời đầu thôi nha, thì máy nó hàm lượng đồng cao, nó xuống màu. Nếu như các bác nào muốn chơi máy của nó đẹp neng keng vàng ấy thì các bác liên hệ em sẽ đổi cho các bác cái cục máy khác của con khác, máy nó sẽ rất là đẹp. Giá giao lưu các bác với giá 9,3 triệu các bác nhé. Đấy, các bạn chú ý giúp anh, nguyên bụi 9,3 triệu rồi. Con này bình thường nó mua ngoài trên 10 triệu. Thùng cánh lượn này toàn con đẹp thôi. Siêu phẩm của em này. Hôm nay lên con siêu phẩm của nó này các bạn nhé. Đó chính là một chiếc đồng hồ Udo 30 đẹp xuất sắc, đẹp không tì vết các bạn nhé. Đẹp kinh điển luôn. Các bạn có thể nhìn thấy. Các bạn nhìn quá. Kinh điển luôn. Này, này dần dần như là các bác nhìn này, nó là hàng như là hàng. Này, các bác nhìn này. Đẹp chưa? Ui xổi ôi, các bác nhìn con này thì chấm hết luôn. Không biết các bác nhìn qua video như nào nhưng mà em thì thực sự các bác mà ngồi đây thì chấm hết con này luôn. Em cầm em qua. Có anh em sẽ quay qua cái vỏ nó nhìn qua xem nó đẹp kinh điển luôn. Nó nhìn này, nhìn đẹp, có đồ bằng đây, chân trống bằng đồng đấy, nó bằng ươm, nó nhìn sướng rồi. Hôm nay này không chơi, không biết chơi con gì nữa anh em. Tính như thế ba, hình chéo, mặt đẹp xuất sắc. Mặt chiếc ô đô, quả nắp cũng đẹp, anh chưa tháo. Mặt đẹp xuất sắc. Chuyện ô đô tròn này, đời này thì nó không khác đời con ô đô 36 à. Cũ củ gông nó má nó chỉ khác là cái quả nắp dài, quả nắp ngắn này. Máy móc như nhau. Nên là các bác nào có thích nghe âm không? Để thử cho bác chuông luôn. Các bác nghe phê. Điểm đặc biệt con này nó đánh bộ gông đông nữa mới hiếm.
kéo máy ra để các bác có thể xem. Máy đang nằm xuống. Rung đồng các bác nhé. Rung đồng thường nó đắt hơn rung thép. Nó hiếm hơn. Ở những cái đời phiên bản cao cấp hơn. Các bác nhìn máy này, các bác nhìn của em. Nó keng luôn này. Con này để các bác đỗ từ đầu ra. Chưa đụng chạm thì các bác nhá. Em vừa nhỏ thấy dầu cho nó lăn bánh. Các bác tìm đâu ra cái bộ máy Odova 10 nó đẳng cấp như này. Một cái bộ máy đẹp như thế này các bác nhá, nó phải cách một bộ máy xấu khoảng 3 cho đến 4 triệu. Có khi còn hơn các bác nhá. Một cái bộ này, hai bộ máy Odova 10 bệt như nhau, một bộ đẹp như thế này. Có khi là xin thưa bác là người ta sẵn sàng người ta bỏ cao hơn tầm 3-4 triệu để người ta mua. Wow, mà nó ít các bác nhá. Nhìn nó dã man luôn. Ui dồi, bộ máy này thì 10 điểm các bác nhá. Mặt cũng đẹp. À, các bác nhá, mặt điểm đặc biệt nó lại ở đời gông đồng. Loại du dương ngân ngà. Chơi con này khác thì còn Odova 6 thôi, chỉ khác là tay nắng ngắn, tay nắng dài thôi. Còn đẹp xuất sắc. Hôm trước anh cũng có một con nhỉ. Bán may rồi. May rồi. Đó. Em có mấy con máy xấu mà khổ thế cái này. Nó ré mấy ông cũng không khênh, nhưng mà con đẹp thì ông bảo thêm 4-5 triệu chứ mấy. Chơi con đẹp. Em giờ cũng làm em giờ bác nào khó xử. Mình sẽ đọc kích thước cho các bác. Kích thước là 64 và chiều ngang 64 nhân với 37. Mã số 8 anh ơi. Mã số 8. 30 8 bệt. Xuất sắc. Hàng ít dùng. Nhớ các bạn nào quan tâm sản phẩm này sẽ liên hệ giúp em, alo giúp em có nhá. Để em sẽ báo giá. Và tất nhiên rất tốt cho phân khúc máy đẹp cho anh em. Sản phẩm tiếp theo em sẽ giao lưu cho các bác một chiếc đồng hồ Van Dex cho anh nhé. Có xuất xứ từ Pháp. Con này thì sử qua với thiết kế khá là độc dị lạ các bác nhé. Mặt ở trên là mặt kính thôi nhé, mặt kính mạ vàng đỏ viết dụ rất là đẹp. Ở phía dưới là quả nắp, nó sẽ lúc nắp qua cái kính thủy vàng này rất là đẹp các bác nhé, có thể nhìn thấy. Con này thì nó có khóa rất là hiện đại rồi nhé. Con này nó còn cần gạt đây này, có gì này ra đẩy xuống là nó gạt không mở ra được. Đấy chưa, các bác đẩy lên này là mở này. Đấy, các bác thấy hiện đại chưa? À, con này này là con sự cảnh này. Con này con ngắt trong đêm thôi nhé. Cửa sổ cồn xanh nước. À, quá vip luôn các bạn. Quá vip luôn. Con này thực sự rất là nhiều bác đặt hàng. Cái phiên bản thùng gỗ nhiều bác đặt hàng, còn thùng bay bướm như thế này nhiều bác đặt hàng nữa. Rất đẹp luôn này các bạn. Các bạn nhé. Mặt này lên. Có những mặt nghệ thuật cực đẹp luôn, hai bên là hai viền viền mạ vàng rất đẹp, còn nắp vàng đấy nhá. Con này thì nó có cái chế độ ngắt chuông đêm tự động. Rất nhiều bác hỏi rất là nhiều dòng đồng hồ có ngắt chuông không, thì chỉ riêng cái loại treo tường này của Rolex là có ngắt chuông đấy nhá, có chế độ ngắt chuông tự động. Nó có ba nấc, các bác có thể nhìn thấy ở phía trên kia. Đây, các bác nhá, cái nấc trên cùng là bật chuông cả ngày, nấc thứ hai là ngắt chuông đêm, tức là ngắt bắt đầu từ 9 giờ tối đến 7 giờ sáng ngày hôm sau là tự bật lại với nhá. Khi các bác gạt vào nấc này. Đấy, các bác thấy chưa? Còn gạt vào nấc này là hoàn toàn ngắt. Ở đây là có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Pháp. Các bác nhìn nhá.
nhìn đét của nó là các bác. Ok, em sẽ kéo máy cho các bác nhé. Em về được có một con. Không về được nhiều đâu, về được có đúng một con. Cái loại này thì đặt mãi mãi ở bên kia mới về được con. Ươm tháo luôn cái này ra các bạn nhé, bởi vì nó cũng không có tác dụng gì lắm. Tháo bớt ra. Máy móc này là đời đầu, một đồng mắt cua rất là chắc. Máy 37 ok các bạn nhé, ngắt xuống đây. Nó có thêm bộ máy ở đây nữa để nó tính giờ cho các bạn ngắt và bật. Dùng con này đây, đây nhé. Con này sẽ đánh chu rất là hay, máy 37 các bác. Có tô vít thì em mở được cái gông này cho các bác. Có tô vít thì em. Các bác đợi không? Xoáy gông ra để em gõ thử cho các bác. Gông xanh nét này. Gông ai ở quan này nó căng nấu luôn như kiểu gai cardio nó quan nhỉ. Thương cực hay luôn các bác nhé. Con này các bác chơi này các bác gái rất thích, đêm không bị ảnh hưởng. Nó có chế độ ngắt trong đêm. Em có rất là nhiều bác kẹn dòng này nâu nâu về con đúng không? Tính càng hiếm thôi nhé. Độc lạ lại còn dị nữa. Cái này ngắt xuống đây tự động, không phải bằng tay, nó ngắt tự động mà chạy bằng tơ, chạy bằng pin, cứ khoảng 50 nhân với 47. Mã số 9 các bạn nhé. Đẹp. 5 gông. Con này là ngắt chuông đêm. Ngắt chuông. Được. Hai bên giao lưu vào giá 5,5 triệu các bạn nhé. Thực sự các bạn, những con này giá thị trường rất cao. Đến bên em Thành thì thôi, vậy mà cây nhà nó vườn về được cái gì thì bên em bán giao lưu thôi. Các bác có giá rất tốt. Sản phẩm tiếp theo bên em này giao lưu cho bác đó chính là một chiếc đồng hồ song thiện con ngựa các bác nhé. Một chiếc đồng hồ song thiện con ngựa. Một chiếc đồng hồ song tiện con ngựa đó nha, các bạn có thể nhìn thấy rất đẹp. Đây, nhìn đẹp chưa? Con này còn hai bên đầu nó còn có hai cái sừng thì rất là hay. Hai cái sừng rất hay. Ở chính giữa con ngựa, hai bên hai con đuốc, ở phía chính giữa là vị thần này. Chơi dòng song tiện này em rất là mê chơi nha, bởi vì nó rất là cổ điển, nó rất là đẹp. Anh nhìn hai bên là hai cái song tiện, các bạn nhìn này. Đuôi này.
quả lắc là quả lắc phù điêu thôi nhá, quả lắc phù điêu, quả này bài cổ các bác, mặt phù điêu này, mặt đẹp xuất sắc, rất đẹp. Em tháo máy ra, đây là một trong những sản phẩm cao cấp. Di của hãng Di Dung An, một ngôi sao đấy các bạn nhá, máy đẹp xuất sắc. Của Di nó mới đẹp như này, cái hãng khác không thể đẹp được như này đâu. Nó sẽ đánh chuông vọng. Máy này còn máy mắc kê vàng này, con cực đẹp. Mà các bác chơi thì nói chung là cũng không còn gì để bàn nữa các bạn. Tiếng con này nó trầm kiểu ấm ấy anh. Đúng rồi, con này nó hay. Con này chiều được mấy bác khó tính ấy. Dành những con nào chơi tinh, con này đẹp ấy. Về những con hàng trăm năm tuổi này và nó còn đẹp như thế này thì rất là ít các bạn. Cái sự chia sẻ của hàng nó rất là ít. Trước của nó là 1m từ 4 nhân với 37. Mã số 10. Xong tiện. Dung Han các bạn nhá. Phù điêu. Giao lưu của bác với giá là 3,8 triệu. Chú ý giúp em, còn cực đẹp luôn, mặt nắp phù điêu này nhìn đẹp, trên đầu này đôi ngựa luôn. Sản phẩm tiếp theo anh sẽ giao lưu cho các bác chính là đôi tám nê, một đôi tám nê. Đợt này rất là nhiều anh đặt hàng ấy, một cái dòng tám nê này rất là nhiều anh đặt hàng ấy. Thì ngày hôm nào cũng có các anh đấy chia sẻ với em, ngày hôm nào cũng có các anh đấy tặng lên. Hôm trước về bao nhiêu giờ nhỉ? Vâng, em xin thưa bác cũng bó tay luôn các bác, bọc quá nhiều tặng lên, bỏ cái sồi rất đẹp để các bác nhìn này, họa tiết đồng có nhá, đồng vun rất là đẹp, vỏ cái sồi có nhá, con này xe đạo nắp trong. Về con nào các bác bóc hết luôn đây. Cá men càng men càng biết các bác, bóc càng ác. Có ai nhìn này, máy vàng ươm. Anh nhìn chưa, máy vàng ươm, máy FHS, máy vàng ươm. Vâng. Con này là size to bình thường 60, nhưng con này size 64 nhân với 28. Mắc chăn con lửa trong này các bạn nhé. Tạo kiểu này đây các bạn nhé. Mình gọi các bạn 64 x 28.
Mã 11 đây. Mã 11 các bạn. Con này lê loại 1. Size đại. Hàng lưu hóa sản phẩm này giá 2,8 triệu. Sản phẩm tiếp theo nên một chiếc tạ lê đồng vun. Quả tạ này sẽ mô phỏng các bác dễ chúng ta hình dung được con tạ lê nó sẽ như thế nào. Tạ thì nó đều bóng đẹp như nhau hết. Con này là dáng lê thôi nha, cổ điển ra nha. Đồng là một đồng vun đó nha. Size đại. Đánh chuông chén 3 phút điểm chuông đặt. Đánh chuông chén 3 phút điểm chuông đặt. Các bạn có thể nhìn thấy bốn góc là bốn cái quả tiết đồng, hai bên hai cột to nhất, nhìn rất đẹp. Trước nhìn bao nhiêu nê đi hết rồi, nê mà hàng cũ ấy nhỉ, hàng còn ấy nhỉ, đi nhiều nhỉ, cái đợt mà anh xả đấy. Không còn phần nào. Chút ở một cái tu vít. Lúc nắp ở sau cái này, máy đẹp xuất sắc, máy bằng ươm. Máy này không phải chê rồi. Này các bạn nhìn máy bằng ươm. Tạm lên loại 1. Này em mệt, đừng là em không quay được nhiều hơn đâu nhá. Bình thường một phiên là quay hai mấy con nhỉ? Vâng. Đợt này thực sự các bạn em đuối, mệt. Nên hôm nay chốt trên này thì các bác đến bên em ủng hộ rất là nhiều các bác ở Hà Nội. Thì các bác thợ nhờ tìm cái nọ kia mà em chưa có thời gian tìm ấy. Thì em xin phép là em cũng sẽ quay ít đi thôi nhé. Sẽ vẫn lên phiên đều như thế, nhưng cái sản phẩm của một phiên nó ít đi một chút để lấy thời gian anh em nghỉ ngơi. Mà hôm nay anh em bã người quá nhỉ? Hôm nay anh em thường không được ngủ, các bác thở các bác đến các bác cứ dình buổi trưa vừa bấm cửa xuống thì lại cuốn cửa lên. Dạy nhiều hàng các anh kỹ thuật cũng than quá. Anh kỹ thuật thì lau dầu đến bây giờ còn chưa nghỉ, mà bên em còn liên kết với bao nhiêu đội kỹ thuật nữa, các bác làm ở ngoài riêng nhà em rất cảm ơn các bác đã tin tưởng rất tốt. Các anh em rồi các đội ngũ kiến trúc sư ở các tỉnh anh em cũng nhờ tìm đồ để co đèn đôn kệ rất nhiều việc, em lại phải đi làm cả việc khác nữa luôn. Kích thước là 63 nhân với 265 27. Sáu ba gần 27 mã 12 nê đại đồng vun thôi nhé, đồng vun. Các bác vì sao nó là đồng vun? Các bác nhìn ví dụ như kiểu là đồng xuống màu thì nó lại khác. Đồng vun các bác nhìn nó màu ám khói, nó hơi đỏ đỏ một chút, và nó sẽ đều tất cả các chi tiết từ xích, từ tất cả chi tiết. Thì có những người người ta thích chơi những cái kiểu này bởi vì nhà người ta nhà gỗ cổ, hoặc người ta có những không gian vintage cổ điển thôi nhé, người ta sẽ chơi dòng này. Anh em mình thì lại có thể có những bác lại thích chơi kiểu khác. Xin giao lưu các bác với giá là 2,6 triệu thôi nhé, 2,6 triệu. Các bác chú ý giá rất tốt, kích thước 63
nề đại đồng vuốt các bạn nhé. Tạ tiếp cho các bác có thể biểu tượng đây, thì còn tất nhiên tạ em cũng đã bỏ nhiều đậm. Hôm trước với anh kỹ thuật mất cả một ngày để soạn lại tạ, cái kiểu quay là mình cứ xé tạ này ra để đây một tí, nát nữa là anh em là quay xong là anh em ăn một xô, anh em dồn vào, cuối cùng mỗi quả tạ này đi theo máy nó lại cân nặng khác nhau các bạn nhé. Tầm là đến lúc treo không thể chạy được, thì anh em kỹ thuật phải thôi xé ra một hai bộ làm mẫu thôi. Còn nê thì tất nhiên quả nào nó vàng như quả nào nó đồng. Như vậy thì em xin phép được kết thúc phiên ngày hôm nay tại đây. Một lần nữa em cảm ơn các bạn theo dõi. Chúc các